Con này không kể. Con này có nè, có nè, có nè. Tuyệt định gốc ở dưới đáy, có đúng hay không? Hoàng Dung anh ta không có gạt đâu. Nè, có phục lão quan đồng ta chưa? Hiện tượng tuy lạ, nhưng mà không có thể nào khắc trong một tường chữ trên mình của mấy con Ngọc Phong đâu. Bên trong chắc chắn là có nguyên do. Tôi ở dưới đáy tuyệt tình cốc. Phải rồi, nếu như mình đọc đúng thì là tôi ở dưới đáy tuyệt tình cốc. Phải rồi, nhưng mà ai ở dưới đáy tuyệt tình cốc đây? Hơn nữa tốn biết bao nhiêu công sức khắc chữ để cho người ta biết là ở dưới tuyệt tình cốc. Người đó tuyệt đối không phải là Song Nhi. Chuyện gì đã xảy ra cho Quách Thương cô nương vậy? Cô biết rõ Dương đại ca và Dương đại tẩu có cuộc hẹn 16 năm. Nếu như Dương đại ca tìm không được Dương đại tẩu, có thể tự giận. Cô ta chạy ra ngoài tìm Dương đại ca, nhưng không ngờ là bị lính Mông Cổ bắt đi mất rồi. Tôi và sư tỷ lo cho sự an toàn của cổ, vì vậy mới ra ngoài hỏi thăm tung tích của cổ. Lão Quan Đồng, mấy con Ngọc Phong này có phải là của ông nuôi bay từ ở ngoài về đây có phải gì không? Ê, làm sao biết bay từ ngoài tới đây chứ? Đừng có hỏi tôi tại sao, hãy nói cho tôi biết bay tới đây được bao lâu rồi, đã mấy ngày rồi phải không? Không phải là mấy ngày đâu, mấy năm rồi đó. Lúc ban đầu cũng không để ý trên mình mấy con ông có chữ, sau đó con ông cắn lên mình của ta, ta giận quá xé cái cánh nó ra mới thấy cái cánh nó có chữ đó mà. Thật sự đã bay tới đây mấy năm rồi à? Không lẽ bà có chuyện Ngọc Phong mà ta lầm lẫn hay sao chứ? Không ai chịu tin tới. Nếu thật sự như vậy thì ở dưới đáy tuyệt tình cốc chắc là có gì bí ẩn, hay là để cho con vô Song và Trình Anh đi điều tra thử, biết đâu chừng có thể điều tra được tung tích của Song Nhi. Đừng có chậm trễ, tụi con xin cáo từ. Nè, đợi tao với. Lão Hoàng Đồng, có phải là muốn đi chung với họ tìm Dương Quá và Tiểu Long Nữ hay không? Đúng vậy, Dương Quá phước to mạng lớn, hắn với Tiểu Long Nữ có duyên chắc chắn là trùng phùng thôi, nhưng mà mạng của Quách cô nương còn quan trọng hơn nữa. Lão Hoàng Đồng, ta nghĩ ngươi nên đi giúp sức cho họ đi. Được, tôi đi. Lão Quan Đồng, ông đi thiệt hả? Đương nhiên rồi, hai người này đồng ý mà, ta nhất định phải đi. Chờ ta với. Lão Quan Đồng, bỏ đi thiệt sao? Anh cô à, làm gì vậy chứ? Ông đi rồi, có trở về hay không? Dĩ nhiên là trở về chứ, đừng làm vậy kỳ quá hơn nha. Người ta không có nỡ mà, sao ông đi rồi không về nữa? Dĩ nhiên là trở về mà. Bây giờ tôi đi phụ Hoàng Dung tìm được họ rồi, tôi nhất định trở về mà. Yên tâm đi. Qua thương tôi, ngươi cười cái gì? Tiểu cô nương, muốn trách phải trách khinh công của cô tệ quá. Nè, chỉ cần bái ta làm sư, học được tuyệt thế võ công của bổn tọa, học xong rồi thì đừng có nói cái đoạn trường nha nhỏ này. Dược thẩm cao dốc hơn nữa cũng có thể xem như là binh địa. Tại ngươi hết, kêu ta đi một vòng thật xa mới quay lại đường lên tuyệt tình cốc, làm cho ta lỡ hẹn cái ngày 7 tháng 3. Nếu như Dương đại ca có chuyện gì. Tiểu cô nương, bây giờ chúng ta không phải tới nơi đâu sao? Chỉ có trễ có một ngày, đâu có ăn thua gì. Hoa tươi. Nè, hãy xem, không có hình bóng của ai cả. Xem ra tiểu tử Dương Quá còn chưa tới đây, nóng lòng làm gì. Cái này có phải là Long Nữ Hoa, kỷ niệm Tiểu Long Nữ mà Dương đại ca thường nói sao? Nhưng mà đại ca ca đâu? Đại ca ca đâu rồi? Đại ca ca! Đại ca ca! Không lẽ Dương Quá đã tới rồi? Đại ca ca, anh đã hứa với em 3 chuyện. Nguyện vọng thứ 3 của em còn chưa có nói. Tại sao lại không đợi em? Anh đã... Tại sao lại không đợi em? Không đợi cô, không gặp mặt đại ca của cô thì thôi đi. Tại sao làm giống như chết rồi vậy? Đại ca ca, anh chết rồi. Anh chết rồi? Anh chết rồi. Chết càng tốt. Qua thân tôi, nhà ngươi là kẻ xuất gia, lòng dạ sao độc ác quá vậy?
biết trở lại không có đánh lại đại ca ca của ta. Đương nhiên hy vọng anh ta chết sớm rồi. Cho dù hai dương quá xuất hiện một lượt đi nữa, kinh luân pháp dương ta cũng không sợ đâu. Đại ca ca, mau đánh cái giả hòa thượng này cho em đi, mau lên, mau lên. Kia, tới đây làm gì? Kinh Luân Pháp Vương, ngươi không phải đi chung với Sông Nhi sao? Sông Nhi đâu? Đợi nước giữ dược thẩm rồi. Hả? Hoa thượng kia, tại sao giết chết đứa gái trẻ đẹp như vậy chứ? Lòng dạ ngươi thì là độc ác mà. Ngươi đã lớn tuổi như vậy rồi, ngươi thì là đáng chết. Tại sao giết chết cô ta chứ? Cô không phải do ta giết. Còn gạt ta nữa hả? Bỗng nhiên vô cớ một ngượng gái, tại sao mà rớt cái xuống cái sân cốc? Cô nhảy xuống dược thẩm tự tử, ta đâu có biết cô ta tử làm gì. Ơi hòa thượng kia, giết người không nhìn nhận hả? Ta tí mạng với người. Để cho ta. Cha, ngũ đại cao thủ trong chốn Võ Lâm, ngày hôm nay Đông Tà và Châu Bá Thông cả hai người hợp sức chư nhau. Cho dù ta chết dưới tay các người, ta cũng không bận hận. Sao vậy? Hay sao? Nếu như vậy, con đã gặp quái nhi ở dưới vực thẳm à? Mẹ, hãy mau xuống dưới đi, hãy mau xuống dưới tìm anh ta đi. Con nghĩ là anh còn sống nữa, hãy mau cứu anh đi, hãy mau xuống dưới cứu anh đi mẹ. Được rồi, đừng có nóng ruột quá. Con đã bị hàng độc công tâm rồi, để mẹ đi kiếm dương quái dùm cho con. Hả? Chúng ta nhất định phải tìm được Chiên Đề Ca. Xem nè, mấy con nọc phong này đây, có ghi hàng chữ dưới đáy tiền tình cốc đó. Nếu nói như vậy, những con ông có chữ ở tại Bách Hoa Cốc đều bay từ ở đây ra. Ai mở dưới đáy cốc đây? Trên đường đi, ngoài ngọc phong và cây cỏ ra, chúng ta không có nhìn thấy hình bóng của ai hết. Hơn nữa, nếu Dương Đại Ca thực sự đã nhảy xuống vực thẳm, thì mình cũng phải thấy thi hài của ảnh chứ. Không lẽ thực sự ở dưới đáy hồ nước này? Dương Nhi, con lỗi thật là giỏi. Không ai xuống dưới đáy hồ xem sao, có phát hiện gì không? Để con xuống dưới đó coi thử. Ây, đau quá, đau
chết ta được. Ôi, đau quá, đau quá. Lão hòa thượng, làm cái gì vậy hả? Tiểu cô nương, mẹ cô đã điểm huyệt linh đài và tụ huyết của ta. Bây giờ khí huyết trong người đã chạy ngược hết rồi. Làm gì có ngàn con kiến cắn vậy đó. Đó là do ngươi tự làm tự chịu. Ai biểu động chút xíu là giết người. Nè, bộ khó chịu thiệt sao? Tiểu cô nương, cô ấy điểm giúp ta hai nguyệt thiện châu và ngọc chấn được không hả? Mẹ ta không có giết người, người không những không biết cảm ơn mà còn muốn gạt ta. Mẹ ta cho biết hai huyệt sơn trung và ngọc chấn là yếu huyệt trong các yếu huyệt, chỉ cần đụng phải sẽ mất mạng đó. Tiểu cô nương, nếu mẹ cô lúc nãy điểm hai nguyệt đó giúp ta, tất cả lòng ngực của ta sẽ bị trì hết, có thể bớt chịu khổ như vậy. Bây giờ võ công và nội lực của bổn tọa không thể nào giết chết ta được. Đừng có nói láo nữa, đau đớn và ngứa trên mình của người, người hãy ráng chịu đi, họ lập tức sẽ trở về. Tiểu cô nương, trên đường đi ta đối xử cô thế nào? Kể như được lắm, nhưng mà người đã giết chết quỷ râu dài và quỷ đầu bự, và đã giết chết hai con điều của ta, dù có tốt với ta cũng vô dụng, đừng có năn nỉ nữa. Được, giết người đền mạng, hãy giết chết ta đi, trả thù cho bạn của cô đi. Không 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 không, biểu ta giết người ta không có ra tay đâu. Đại trưởng phu nói một là một. Tiểu cô nương, cô điểm hai huyệt đó cho tôi, làm cả của người tôi không ngứa không đau, không có chết đâu. Hơn nữa, cô mẹ cô sau khi lên đây xong sẽ tha cho tôi không muốn chết đâu. Ây da, đau quá, đau quá. Được rồi, ta chỉ thứ nhẹ chút thôi nha. Đỡ một chút, thử thêm đi, mà đỡ nữa. Được rồi, tiểu cô nương, xem nào, lòng người không còn đau nữa, tôi không chết được nữa đâu. Qua điểm nguyệt sơn trùng, bây giờ điểm luôn nguyệt ngọc chấn có được không hả? Mau đi, mau. Người, ta điểm nguyệt cho nhà ngươi, tại sao ngươi lại giải được hai cái nguyệt kia? Đó chính là môn võ độc đáo của thiên hạ, kim luân pháp dược, là môn võ không có thể thay đổi nguyệt gì. Tiểu cô nương, không lẽ cô không nghe nói môn võ dẫn khí đổi nguyệt hay sao? Ông nói láo. Hay nói cách khác là tôi ra tay điểm nguyệt cho ông, ngược lại là giải cái nguyệt khác giùm cho ông đó hả? Lên được kìa. Nga, để tôi sẽ không vậy đi. Nga, qua đây đi, đưa tay đây. Sao hả? Lão hòa thượng gạt người ta không hả? Ta sao xuống dưới, ta sao xuống dưới? Vỡ con của người làm sao mà sao đủ bổn tọa chứ hả? Buông ta ra đi. Chút nữa mẹ của ta và ngoại của ta lên đây, điều đó không có tha cho người đâu. Buông ra đi. Người nhất ta là nhớ. Được, ta sẽ cắt đứt cọng dây lên xuống núi, để cho họ mãi mãi ở dưới rừng kia mới được. Đừng nha. Nè, đừng, muốn hại người ta nữa hả? Không được. Tránh ra. Nhanh lên. Mẹ. Để tôi dìu cho. Khỏi cả. Ủa, Sâm Nhi đâu? Sâm Nhi đâu rồi? Lão quỷ quái, hòa thượng tôi. Nè, đây không phải là chiếc giày của Sâm Nhi sao? Ủa, phải rồi. Tính làm sao đây? Kim Luân Pháp Dương đã xông phá huyệt đạo, giờ còn bắt Sâm Nhi nữa. Sư tỷ đừng có lo, Kim Luân Pháp Dương lúc nào cũng muốn nhận Sâm Nhi làm đệ tử, không có hại Sâm Nhi đâu. Em nghĩ nó sẽ không có nguy hiểm. Em cũng biết là quá không thể yên được. Chỉ có mấy ngày thôi, đã muốn tới miệng cốc để mà coi thử rồi. Đúng ra muốn bắt cá bạch với đàm giúp cho Long Nhi, nhưng mà lội một hồi lại tới chỗ này. Thật là may quá, chúng ta có thể tới đây để mình xem mặt rồi. Long Nhi,
Hình như có người nào đã xuống đây và còn lặn dưới hồ nước nữa. Vì muốn đỡ lệnh, họ đã đốt lửa chỗ này. Bá Thông, Dung, anh và Dương Song tới đây kiếm Dương quá, nhưng mà không gặp. Song Nhi có lẽ đã rơi vào tay của Kim Luân Pháp Dương. Nếu như gặp được tấm gỗ này hãy tới Tương Nguyên. Thì ra Bá Tam Mậu đã tới chỗ này. Họ đừng nhớ tới quá nhiều. Tôi ra ngoài làng xuống hồ nước, nhưng không có động lực, tôi trên núi ngàn dặm chui xuống dưới hồ, cho nên không thể xuống sâu, cho nên không thấy được cái đường băng vào hồ. Long Nhi, nếu như mình giống như họ lên xuống như này để mà tìm, e rằng cũng tìm không được. Mọi việc trời định, trong cõi hương vô đã có an bài. Họ nói là tinh thần sở chỉ, kim thạch chi khai mới đúng. Nhưng mà bây giờ tôi như đã rơi vào trong tay của Kim Luân Pháp Dương, không biết có nguy hiểm gì không. Nếu quá lo cho sự an nguy của Tương Nhiên thì lên trên kia cứu cổ. Sau này nếu như cảm thấy trên kia không tốt, có thể xuống dưới này. Nhưng mà quá nhì đã hứa với Lòng Nhì không trở về thế giới vòng qua trên kia nữa. Ở chỗ này mới có mấy ngày, bây giờ là phải leo lên trên kia nữa. Quá nhì không hiểu được tấm lòng của Lòng Nhì. Hy vọng quá nhì đừng nghĩ tới chuyện được mãi mãi dưới đáy cốc ẩn cư với Lòng Nhì. Nhưng mà Quá Nhi, chân trời góc biển, chỉ cần có thể ở bên cạnh Quá, đi đâu cũng vậy thôi. Lòng Nhi, nào lão hòa thượng, uống nước đi. Cảm ơn. Như vậy không tốt lắm hay sao? Người nể ta một phần, ta nể người 10 phần. Người cởi trói cho ta cũng không thừa dịp người bị trọng thương mà bỏ trốn. Con người của ta công bằng lắm phải không? Tiểu cô nương à, đã như người thông minh lanh lợi, bổn tọa xưa nay không có ác ý với cô đâu. Còn muốn nhận cô làm đệ tử, vì cô không chịu. Cái chuyện đó không thể xảy ra đâu. Người và ta đối địch, người lại giúp đỡ đại hãn Mông Cổ, muốn xâm lấn lãnh thổ Đại Tống ta. Tục ngữ có câu, đạo bất đồng, bất tương di mưu. Hai chúng ta lập trường khác nhau, muốn ta trở thành đệ tử của người hả? Vậy là muốn ta trở thành kẻ bất nhân, bất trung, bất nghĩa, bất hiếu rồi. Cái tội lớn như vậy hả? Ta không có dám gánh vác đâu. Đành phải phụ lòng tốt của người, cảm ơn trước. Thật sự không nghe phải quấy. Được, ta không miễn cưỡng đâu. Một ngày nào đó, ta để cho người cam tâm tình nguyện cúi đầu lại ta, kêu ta một tiếng sư phụ. Phải dứt khoát đi cho trời, mãi mãi không bao giờ có ngày đó. Đã nghỉ khỏe rồi, lên đường. Ta hỏi người, trên đường đi trốn chưa trốn nhủi như vậy, muốn đưa ta đi đâu? Ngươi nghĩ sao? Người đã bị trọng thương, đánh không lại ông ngoại của ta và lão ngoan đồng. Chắc chắn là muốn trở về Đại Mông Cổ để yêu cầu diện binh. Cô tiểu a đầu quả nhiên thông minh, nhưng bổn tọa cũng không phải là kẻ ngu ngốc. Biết rõ mẹ người và ông ngoại người sẽ theo con đường này để bắt ta. Ta không đi con đường này đâu, để cho họ hoài công vô ích. Vậy chứ người muốn đi đâu? Ta đã tìm một chỗ thanh tịnh để trị vết thương, sau đó từng người một thanh toán. Lên ngựa đi. Thôi đi, nhà ngươi nhà chuyên tâm dưỡng bệnh đi. Cha mẹ ta và Dương Đại Ca võ công cao cường như vậy, đánh không lại họ đâu, làm gì có khả năng tìm họ thanh toán. Im miệng đi, nếu nói nữa điểm nguyệt tâm của ngươi bây giờ. Tâm Nhi, 16 năm qua quá nhiều mong mỏi chỉ có ngày này. Ông trời đã thương xót chúng ta để chúng ta tội nguyện. Có lẽ là chân tình của Tương Nhi đã làm cảm động trời cao, nên vợ chồng mình mới có dịp đoàn tụ.
Nói thật đúng, Tôn Nhi không những đã khám giá trời cao, bây giờ chồng chúng ta sớm ngày đoàn tụ. Cô không ngại sự an nguy của bản thân, nhảy xuống dưới đập nước, muốn ngăn cản quá Nhi tự tử. Nhưng người con gái nhiệt tình hiền lương như vậy, bất cứ giá nào cũng phải cứu cổ thoát khỏi bàn tay của Kim Luân Pháp Dược. Nhưng mà chúng ta phải đi con đường nào mới tìm được họ đây? Theo chủ quá nghĩ, Kim Luân Pháp Dương lần này bắt cóc Tương Nhi, mục đích là muốn ép buộc Quách Bá Phụ đầu hàng. Vậy thì chúng ta hãy theo con đường tới Tương Dương, Lâm Nhi nghĩ có được không? Vậy thì hãy mau lên đường đi. Đúng như vậy. Quá Nhi, người đó là ai vậy? Lâm Nhi định nói người ở phía trước à? Ông ta là người bá ngựa ở tại khu sa mạc. May quá, từ Tuyệt Tình Cốc tới Tương Dương đường rất là dài, rất xa, đang lo tìm không được ngựa. Qua bên kia mua hai con ngựa đi, để mình làm chừng. Vậy đại ca, tôi muốn mua hai con ngựa, có biết bao nhiêu tiền, là bao nhiêu vậy? Hai con ngựa? Hai con ngựa? Hai con ngựa 5 lượng bạc. Cảm ơn, cảm ơn. Trời ơi, sao đực quá vậy? Yên tâm đi, ở đây mình có người đội mỡ không mấy chục cân rồi, phơi không có khô đâu. Phải rồi, ta đi mỡ không à, có cần cho miếng để người thay mặt hay không? Để mình tránh cái mặt ốm nhàn của nhà người đó. Người ta thấy là sợ rồi, làm gì? Nhào vô. Lão Ngoan Đồng, đừng có gây nữa, tâm tịnh tự nhiên mát. Không phải giỡn chơi đâu, tôi nói thiệt đó. Bây giờ Tư Nhi đã rơi vào tay của Kim Luân Pháp Diều, sống chết chưa rõ. Người có tinh thần để nói chơi hay sao? Trên đường tới đây, tin tức chúng ta nghe được là hai đạo quân Nam Bắc của Mông Cổ họp mặt ở tại Tương Dương. Kim Luân Pháp Dương không biết có đưa theo Song Nhi tới thẳng Tương Dương để mà phối hợp với đạo quân Mông Cổ hay không? Có lẽ như vậy. Vậy chúng ta cần phải ở tại chỗ này để tiếp tục theo dõi hành tung của Kim Luân Pháp Dương hay là lập tức trở về Tương Dương? Dung Nhi, con nghĩ sao? Quốc sự trên hết, cá nhân là chuyện nhỏ. Cái chuyện trước mắt là phải trở về Tương Dương để giúp cho anh Tịnh kháng địch. Chuyện của Song Nhi thì cứ gác qua một bên. Hơn nữa, Kim Luân Pháp Dương có ý nhận Song Nhi để làm đệ tử, tin chắc là không có làm khó dễ nó đâu. Dung Nhi, có thể lượng định nặng nhẹ dứt khoát lập tức. Cha sẽ cùng con tới Tường Dương giúp Quách Tỉnh một tay. Lão Ngoan Đầu, hãy trở về Bách Qua Cốc phòng đi. Ây da, nghe nói đến lộn hả, ta đây ngứa tai lắm rồi đó. Hoàng Dược Sư nói khích như vậy, ta đây hiểu hết rồi mà. Lão Ngoan Đồng, không phải đánh lộn đâu mà là đánh giặc. Ây da, đánh giặc với đánh lộn đâu có gì đâu là khác chứ. Tới hai người là giết một cặp mà giết cho họ chạy dài luôn mới đã tài chứ. Trình Sư Muội, vô sông cô nương, hai người có theo chúng tôi về thành Tương Dương hay không? Muội nghĩ chắc là muội không đi đâu. Nữ tỷ, có phải là muốn ở tại chỗ này để đợi Dương đại ca hay không? Tôi có linh cảm, Dương đại ca nhất định sẽ bình yên ra khỏi Tuyệt Tình Cốc. Biết đâu chừng còn đưa theo Dương đại tẩu tới tìm chúng ta nữa. Nếu vậy, em sẽ lại đây với chị luôn. Nếu mà như vậy thì chúng ta hãy chia ra hai nhóm. Nè, uống xong ly trà này, chúng ta xin cáo biệt. Cạn ly. Phía trước đường núi rất dốc, ngựa lên không được đâu. Xuống ngựa. Nào, phía trước chính là Trung Nam Sơn đó. Tiểu cô nương, cô nương sáng mắt lắm. Nào đưa ta tới đây làm gì? Ta đã nói rồi mà, ta tìm chỗ thanh tịnh để mà trị vết thương. Hãy nghe ta nói, đi đi. Làm gì vậy? Tại người hết đó, không ngừng đưa ta lên đường, bỏ ngựa, còn phải đi bộ nữa. Ta chừng tề hết trơn rồi. Vậy muốn bổn tọa cổng ngươi à? Ai cần ngươi cổng, tự ta đi được rồi. Bái kiến quốc sư.
Nè, lão hòa thượng, chỗ này là chỗ nào? Đây là Ngọc Hư Động của Tùng Dương Cung. Ngày xưa tất cả toàn chân ngũ tử đã bế quan tu luyện tại đây. Đại quân Mông Cổ tấn công lên núi Trung Nam, bổn tọa đã thống lệnh các cao thủ chặn cửa sơn động, không để mấy hòa thượng kia trốn ra ngoài. Nhưng không ngờ vẫn để cho bọn chúng phá động chui ra. Nè, lão hòa thượng đê tiện thật đó. Từ lúc người ta bế quan tấn công lên núi, đây không phải là Hùng Hảo hắn. Cô tiểu nha đầu kia biết gì chứ? Cậu binh phải gian trá, thắng thì làm vua, thua thì làm giặc. Bây giờ Tùng Dương Cung là quân ta chiếm lĩnh, ta có thể ở chỗ này dưỡng vết thương mới được. Quốc sư, bộ cáo mang tin tới. Truyền tin đi. Dạ quốc sư. Khoan đã. Dạ có chuyện gì? Thầy nói Tùng Dương Cung có một đường hầm có thể tới cổ mộ của Lâm Triều Anh, đưa ta tới đó xem. Quốc sư, chúng tôi đã coi kỹ, cửa vào cổ mộ đã bị phong bế. Nè lão hòa thượng, ông muốn vào cổ mộ để làm gì? Đáng tiếc thì là đáng tiếc. Nhưng mà nghe nói cổ mộ có con đường khác vào trong đó. Chỗ nào? Cái đó tôi không biết. Đi hết hai ngày hai đêm rồi, hay là xuống ngựa tìm chỗ nghỉ ngơi đi. Nha, uống nước đi. Long à, sau khi cứu được Phương Nhi, chúng ta sẽ tìm cái chỗ nào để mà ẩn cư, bình bình tĩnh tĩnh sống qua ngày. Em biết là Nam Nhi chí tại bốn phương, em không nên ép buộc quá. Long à, hãy nghe qua nói. 16 năm qua, quá như vậy thằng Điêu Đại Quỳnh sắp pha giang hồ, hành thiện trường nghĩa, trừ cường phú nhược, đã làm rất nhiều việc nên làm. Tuy nhiên, cái chuyện bất bình ở trong thiên hạ còn rất nhiều. Giới lập luận của một mình Dương Vã không thể nào lo hết. Cho dù là võ công cao đi nữa, cũng không thể cứu được hàng vạn hàng ngàn ba tánh đâu. Trong nay mai Mông Cổ sẽ tấn công Tương Dương, chúng ta đành phải đoàn kết lực lượng, vậy mới có thể đuổi cường địch ra khỏi Trung Nguyên, giữ lấy Giang Sơn Đại Tống, để cho dân chúng sống những ngày thoải mái. Quá nhiều, quá thật sự đã lớn rồi. Long à, tánh mạng của Tường Nhi, sự an nguy của thành Thương Dương đối với chúng ta mà nói rất là quan trọng. Để cho chúng ta lo xong hai cái việc đó, Quá Nhi sẽ ẩn danh giang hồ, sẽ mãi mãi ở bên Long Nhi, răng lòng tóc bạc, có được không? Quá là chồng của em, Quá nói gì em cũng nghe hết. Thật ra em cũng muốn sớm ngày cứ được Tương Nhi, để coi bây giờ mặt mũi nói như thế nào rồi. Nói đến Tương Nhi, đối với chúng ta thật sự có duyên. Còn nhớ hay không, khi cô mới vừa ra đời, Long Nhi bầm cổ đi tới cung Trùng Dương. Nhưng thoáng một cái, cổ bây giờ lớn khôn, trở thành một người con gái rất mỹ miều. Vậy nó giống hệt như là chị của nó, chắc là đẹp lắm hả? Bề ngoài là điều thứ yếu, điều quan trọng nhất là cô có tâm địa hiền lương, hiểu rõ ý người, duyên tình với người khác. So với chị của ta, cô có nhiều ưu điểm. Xem ra tính tình hai người rất hợp với nhau, hẹn chi hai người thân với nhau như vậy. Lâm à, Lâm Nhi có biết không, mọi người đặt cho cổ một vị hiệu là Tiểu Đông Tà đó. Tiểu Đông Tà? Đúng vậy. Tuy cô ta nhỏ tuổi, nhưng mà hành động không có chấp nhất thế tục lễ nghĩa. Cô ta đã thích quen bạn bè lắm, không cần thanh phái hay là tà phái, cổ đều xem như nhau. Mọi người đều cảm thấy cái điểm này của cổ rất giống ông ngoại ngoài dược sư của cổ, cho nên là người ta đã đặt cho cổ một biệt hiệu là Tiểu Đông Tà. Thì ra là vậy. Hôm nay nghe nói em thiệt là muốn gặp cô gái nhỏ đó. Quá Nhi, chúng ta mau lên đường đi, coi có theo kịp Kim Luân Pháp Dương không. Được. Thank you.
cha, mẹ với ông ngoại đi tìm Song Nhi còn chưa có về tới, làm cho người ta lo quá à. Cha nói phải làm thế nào đây? Võ công của ngoại con cao thâm khó lường, mẹ con cũng không phải là hạng tầm thường đâu. Cha không có lo, họ sẽ nhất định có cách cứu được Song Nhi. Vậy cha lo cái gì? Quân địch nhiều lần tấn công thành Tương Dương không có được, lần này vô đại hãn Mông Cổ ngự giá thân chinh, phối hợp với binh mã hốt tất liệt, binh số rất đông, binh lực rất mạnh, toàn lực để mà tấn công. E rằng quân ta khó lòng chống đỡ lắm. Hả? Vậy mình phải làm sao? Tử thủ thành này tuyệt đối không có rút lui. Đạt Nhị Bà tham kiến đại dương. Người tới thật đúng lúc. Có tin tức của quốc sư hay không? Tôi mới nhận được thư phi cáp truyền thư của sư phụ, lập tức tới đây bẩm cáo với đại dương đó. Pháp Dương bây giờ đang ở chỗ nào? Sư phụ sau khi bị Hoàng Dược Sư và Châu Bá Thông đã thương, bây giờ đang nấp ở cung Tùng Dương để mà trị liệu. Hả? Vậy được lắm. Trong Dương cung đã bị quân ta chiếm đóng, quốc sư dưỡng bệnh ở đó chắc là rất an toàn. Bẩm đại dương, tôi đây không an tâm, muốn đi tìm sư phụ, mong đại dương ăn chuộng. Vậy cũng được, có người đi bổn dương yên tâm hơn. Phải rồi, trên thơ còn nhắc tới tin khác gì nữa hay không? Cũng có một chuyện muốn bẩm cáo với đại dương. Nói. Trên thơ sư phụ cho biết con gái Quách Tĩnh là Quách Tường cũng đang ở cung Trùng Dương. Hả? Thật như vậy sao? Vậy thì hay quá, trời giúp cho ta đó. Có Quách Trường ở trong tay của ta, Quách Tĩnh không muốn bỏ thành đầu hàng cũng không được đâu. Chúng ta phải đề cao cảnh giác phòng thủ thành trì, tuyệt đối không để cho đạt tử tấn công thành. Nhà phòng có yên tâm, tiểu tế đã cho thêm người không phân biệt ngày đêm canh giữ thành, đối phương có hành động gì cũng không thoát khỏi chúng ta đâu. Cha, mẹ và ông ngoại đi tìm em lâu quá rồi, sao còn chưa về? Sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư mẫu đã về rồi. Ngoài ra còn có Châu Bá Thông và Đào Hoa đảo chủ nữa. Thiệt hả? Mẹ, mẹ. Phù Nhi, sao giờ này mẹ mới về? Phù Nhi lo cho mẹ quá nè. Khờ quá, thì mẹ đã về rồi đây nè. Ông ngoại. Sư phụ, sư phụ à, lâu năm không gặp lão sư phụ, khỏe chứ? Cái gì lão sư phụ, tao già lắm hay sao? Châu đại ca. Ơ, Quách Đánh Hiền nè. Xa cách bao lâu rồi tóc bạc phờ? Hôm nay tại sao đen mướt vậy? Cãi lão hoàng đồng, đó là điều đáng mừng. Ổng hả? Từ lúc mà ở bên anh cô tới bây giờ càng ngày càng trẻ ra đó. Hả? À, vậy thì chúc mừng sư phụ cho mẫu cả nhà đoàn viên. Cái gì cả nhà đoàn viên mày? Cùng lắm là gặp lại tri kỷ thôi. Mày cũng ngạo tao nữa hả? Dạ đệ tử không dám. Lão hoàng đồng, không ngờ người lớn tuổi như vậy còn đỏ mặt nữa hay sao chứ hả? Ê, đông ta, không lẽ lớn tuổi không đỏ mặt hay sao? Ê, các người ăn hiếp ta đó hả? Ta không chơi các người đó đâu. Quách huynh đệ à, trên đường đến đây đói bụng quá rồi, có gì ăn không hả? Lập tức cho người chuẩn bị cho quý vị. Được, con quan lão ta đợi ta với. Phải rồi mẹ, sao em không có gì chung với mẹ? Em Dung, Song Nhi đâu? Còn ở trong tay của Kim Luân Pháp Dương. Mẹ, sao mẹ không cứu nó về đây? Chuyện rất là dài dòng. Võ công của Kim Luân Pháp Dương quả nhiên là lợi hại, hợp sức tất cả mọi người chúng tôi thì mới có thể đánh cho ông bị trọng thương. Đáng tiếc, cái lão già đó cuối cùng đã bắt cóc được Song Nhi. Chúng tôi có thể nói là công giả tràng. Biết trước như vậy, tại đoạn từ nhai một chữ đánh cho hắn chết đi rồi, để kết liễu đời hắn. Hoàng lão ta, cái đó là thông minh à, bị thông minh hại đó mà. Khuyết điểm của người là quý ư tự tin, vậy quá khinh địch ra, bây giờ Tương Nhi mới lọt vào tay của hắn đó. Người nói đủ chưa? Người nói đã chưa? Lời thật thì mất lòng, cuối cùng thiệt thòi cũng là nhà người thôi. Kim Luân Pháp Dương còn chưa tới số, đó có lẽ là ý trời. Không nói nhiều với người đâu, bạn cách đối phó quan trọng hơn. Hoàng lão ta, người, sư phụ. Song Nhi vừa mới ra đời thì đã gặp nhiều tai nạn, tuy nhiên mấy lần đều đại nạn bất tử, tin chắc là lần này cũng không có ngoại lệ đâu. Điều đáng mừng là lần này tôi không có cứu được Song Nhi,
Nhưng mà chúng tôi biết được Quái Nhi rơi xuống vực thẳm ngàn trượng nhưng mà vẫn còn sống. Thì ra ở dưới đoạn trường nhai có một hồ nước rất là lớn. Quái Nhi nếu chưa chết, 16 năm trước Tiểu Long Nữ nhảy xuống để mà tự tử, có lẽ vẫn còn sống ở trên đời. Nếu như hai vợ chồng của Quái Nhi có thể gặp mặt ở dưới đáy cốc, vậy thì hay biết mấy. Đây thật sự là một tin mừng. Quái Nhi đại nhân đại nghĩa, ông trời quyết định sẽ ưu đãi nó. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Sự sống chết của con người trong cõi hư vô đã có sắp đặt rồi. Không biết dân mạng của thành Tư Dương có thể cùng hung quá kiếp hay không, tránh được quả kiếp này không? Ai da, đừng có nói những lời mà ta không có hiểu. Binh tới nước đổ, nước tới thì lập đất. Lý lẽ vậy chẳng lẽ không hiểu nữa hay sao? Đa tạ Châu đại ca nhắc nhở. Bây giờ các lộ hảo hán Võ Lâm tiền bối để tập trung ở tại Tương Dương. Chúng ta phải độc tâm hiệp lực đối kháng với quân thù cho tới cùng. Tuy rằng đại quân Mông Cổ đông người, chúng ta là ít người, nhưng mà chúng ta cũng phải thí mạng với bọn chúng. Cha, chúng con nguyện cộng đồng với thành Tương Dương. Sư phụ, chúng ta nguyện sống chết với thành Tương Dương. Anh Tĩnh, tại sao còn không có chịu nghỉ? Không biết tình hình của Tương Dương thế nào. Sáng hôm nay nghe những lời nói của anh, em cứ tưởng là trong lòng của anh chỉ có thủ thành kháng địch, không có để ý tới sự sống chết của Song Nhi nữa chứ. Thành Tương Dương nếu như bị kẻ thù công phá, trên dưới toàn thành không có một người nào có thể sống sót. So sánh như vậy, sự an nguy của Tương Nhi hoàn toàn không đáng kể. Nhưng ruột thịt với nhau, làm sao mà không lo được. Anh Tĩnh, đừng có lo nhiều nữa. Giống như là lời nói của cha em đã nói, sống chết của một người, trong chỗ hư vô đã có an bài. Song Nhi nếu như mạng nó không có đáng chết, chắc chắn có thể thoát được hoạn nạn này. Nhưng cuộc đại chiến với lại quân Mông Cổ chắc chắn sẽ quỷ phá thiên kinh, thần sầu quỷ khóc. Cuộc chiến này có thể thắng được hay không, có thể giữ được giang sơn của Đại Tống hay không, đó còn là một ẩn số. Nếu Quái Nhi ở chỗ này thì thật là tốt quá. Anh Tĩnh, Quái Nhi cho dù võ công có giỏi thì cũng khó chống đỡ với thiên binh vạn mã. Anh đây nghĩ rằng Quái Nhi là cứu tinh của thành Tương Dương. Mỗi lần thành Tương Dương gặp nạn, nó bỗng dưng từ trên trời bước xuống, mang sự kinh ngạc đến cho chúng ta. Anh còn nhớ lần trước sinh nhật của Song Nhi, năm món quà mà nó đã mang tới, vô tình đã hóa giải tai nạn của thành Tương Dương rồi. Xưa nay hành động của Quái Nhi không có ai có thể ngờ trước được. Nhớ lại đại hùng năm xưa, anh hùng nhân tài tế thế, nhưng mà tất cả đều bị thầy trò Pháp Dương hạ hết. Nếu lúc đó mà không phải Long Cô Nương và Quá Nhi tề tâm ra tài chống đỡ, bây giờ Võ Lâm Minh Chủ đã rơi vào trong tay của thầy trò Pháp Dương rồi. Tất cả những việc làm của Quá Nhi thật sự không có hổ danh lộc đại hào kiệt đâu. Anh đây không có đánh giá sai lầm. Nói tới thành tâm đối xử với mọi người thì Dung Nhi không có bằng anh đâu. Em đã một lần nghi ngờ nó là bởi vì mối thù gãy tay do Phù Nhi gây ra. Nó muốn báo thù ở trên mình của Song Nhi, cho nên có lòng bất chánh đối với Song Nhi. Quá Nhi là một nam tử hán độ trời đạp đất, hành động quang minh lỗi lạc. Sao em lại có lối suy nghĩ vậy? Bởi vì em đây là tiểu nhân. Quá Nhi suốt đời gian khổ, em không đối xử tử tế với nó. Bây giờ chỉ mong là Long Cô Nương không có chết, vợ chồng của họ có thể đoàn tụ với nhau. Như vậy ở trong lòng của em mới yên được. Quá Nhi không phải là kẻ nhỏ mọn đâu. Cái chuyện ngày xưa là không để ở trong lòng rồi. Ngày nay đại địch trước mắt, chúng ta phải phấn chấn mới được, sẵn sàng chờ đợi. Cũng khuya lắm rồi, em vô nghỉ trước đi. Dương đại ca và Long Cô Nương về rồi. Bây giờ ở đâu hả? Ông ngoại đang tiếp đãi hai người họ ở ngoài. Quá Nhi và Long Cô Nương rốt cuộc đã đoàn tụ rồi. Anh Tĩnh ơi, chúng ta đi coi. Được. Cha, mẹ, Dương đại ca biết tung tích của em ở đâu. Song Nhi, nó ở đâu? Nó bị Kim Luân Pháp Dương bắt nhốt ở trong trại quân Mông Cổ. Kim Luân Pháp Dương bị ổi đê tiện. Anh Tĩnh, bây giờ tính sao đây? Bây giờ đại địch trước mắt, điều quan trọng nhất hiện nay là giữ thành Tương Dương.
Nếu như Hốc Tất Liệt mang mạng sống của Song Nhi để mà uy hiếp chúng ta, vậy vậy Song Nhi phải chấp nhận mạng số. Không được. Quách Tĩnh ta là con dân của Đại Tống, không thể vì con gái của mình mà hy sinh thành Tương Dương. Tên của nó là do chính ta đặt, thì bây giờ để cho nó cùng tồn vong với thành Tương Dương đi. Nó là con gái của chúng ta mà. Dù cho nó có chết đi nữa cũng là vị quốc vong thần, nó sẽ nhất định lưu phương thiên cổ. Quả nhiên cuối cùng cháu đã tìm được vợ của cháu rồi hả? Thật không ngờ công lao 16 năm qua của cháu, mời cháu một ly. Kính phục, kính phục. Cháu đây trùng tình hiếm có trên đời này. Trường hợp như ta, ta đã quên Long Cô Nương từ lâu rồi đó. Hả? Qua lão tiền bối, nhiều quá cảm thấy người sống trên đời không cần biết đối với bạn bè, đối với vợ con đều phải có hai chữ uy tín. Nếu như cái chuyện bội tính bội nghĩa không phải là hành động của nam tử hán đại trượng phu. Ai, nói rất đúng, nói rất đúng. Thật không hổ là thần điều đại hiệp. Hoàng mẫu ta không nhận lầm người đâu. Mời thêm một ly nữa. Nè nè nè, uống đi. Cô nương. À, không 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 không, phải gọi một tiếng là Dương Đại Tổ mới được. Hoàng lão tiền bối, hai người cứ tự nhiên, đừng la tới tôi. Như vậy đâu có được. Nè, mời cô một ly. Chúc cho hai vợ chồng răng lòng tóc bạc. Nè, cạn ly. Quách đại hiệp, Quách phu nhân. Cha. Cha, hai người chưa ngủ à? Song Nhi sống chết còn chưa rõ, làm sao mà ngủ được? Dung Nhi, Quả Nhi nói rất là đúng. Hốt Tất Liệt lợi dụng Tư Nhi tấn công. Cha nghĩ Tư Nhi tạm thời không có nguy hiểm gì đâu. Lâu lắm mới có dịp ngồi chung với nhau, uống cho đã đi. Em Dung, cha nói đúng lắm. Quả Nhi về Long Cô Nương có thể gặp mặt, chúng ta phải nâng ly chúc mừng họ mới phải. Ừ. Quách bá phụ, nè, cho mời bá phụ một ly. Quả Nhi, cháu không có trách bá mẫu ngày xưa đã gạt cháu. Gạt cháu là Nam Hải Thần Ni đã cứu Long Cô Nương chứ? Không bao giờ. Quả Nhi hiểu rồi, đó là khổ tâm của bá mẫu. Bá mẫu cố tình nói như vậy để cháu tin chắc Long Nhi còn sống trên đời này, cháu mới có thể yên tâm chờ đợi 16 năm sau có thể gặp lại. Quách bá mẫu, nhờ sự khôn ngoan của bác, Dương Quá mới có được ngày hôm nay. Cháu đây cảm kích nhiều lắm. Nhưng mà đáng tiếc, lúc tôi có tài đái tuyệt tình cốc, không thể hồi hộp với các người. Bằng không, tôi duy không thể rơi vào tay Kim Luân Pháp Dương. Thôi bỏ đi, đó là ý trời. Quá Nhi nói không có sai. Nếu như không có sự giúp đỡ của phu nhân, thì tôi và Quá Nhi đời này chắc không bao giờ gặp lại. Đại ân đại đức của phu nhân, tiểu long nữ suốt đời không quên. Lòng cô nương, cô đừng có nói như vậy. Nếu như Tương Nhi không phải muốn gặp Quá Nhi thì đâu đến nỗi như vậy. Xảy ra chuyện ngày hôm nay chúng tôi cũng thấy có lỗi. Hay là được rồi, được rồi. Nè, cạn ly này trước đi hả? Dạ. Quách bá phụ, suốt đời bá phụ vì dân vì nước tận tâm tận lực, làm cho người ta kính phục. Hãy yên tâm đi, Tương Nhi sẽ bình yên vô sự. Thế không ngờ Quách Tĩnh dung mã suốt đời, để rồi ngày hôm nay cái mạng sống của con gái mình không giữ được. Bây giờ Hốt Tất Liệt đưa quân tới tấn công thành Tương Dương, điều quan trọng trước mắt là phải tìm cách phá địch. Có thể cứu được Tương Nhi hay không đành giao cho ý trời. Quách đại hiệp, tôi và Quá Nhi nhất định ở lại chỗ này hợp sức với các người đối phó Kim Luân Pháp Dương. Quách bá phụ, hãy yên tâm đi, cháu nhất định sẽ sánh vai tác chiến với bá phụ. Được. Mấy hôm qua lão phu Dạ Quan tinh tường phát hiện tinh đấu di động, chủ bên tay xoay sở càng khôn. Cha, không lẽ cha có cách phá địch? Cha cứ căn dặn. Đáng tiếc thời cơ chưa tới. Đêm nay tất sát ở Tây, phá quân ở Bắc, chứ còn sao tham lang nữa. Cha, lục soát tình hội chiếu đó là điểm hung đó. Tham Lan là một tướng tình lúc sáng lúc tối, bên trong chắc là có kỳ diệu. Lão phù phải suy nghĩ cho kỹ. Nhưng mà các con khỏi cần phải bận tâm. Xem ra cái ngày quyết chiến đã tới rồi. Tới lúc đó chúng ta phải nhờ sự giúp đỡ của Quá Nhi nữa.
qua lá từng mũi. Nhiều quái cho dù tan xương nát thịt cũng sẽ tồn vong dưới tương dương. Phụ mối à? Phụ mối. Anh mặc kệ em. Muốn uống rượu hả? Quên uống với muội. Phụ mối. Tại sao làm như vậy? Tôi không ngờ hôm nay lại gặp được họ. Hồi nãy ở trong phủ em còn có thể cười nói chào hỏi họ, cảm ơn họ tới thành Tường Dương giúp cho chống đỡ quân Mông Cổ. Nhưng mà đâu có ai hiểu được lòng của em đau khổ tới chừng nào. Phụ muội à, vợ chồng của Dương Quá chia cắt 16 năm, bây giờ mới được trùng phục là một điều rất là đáng mừng. Họ đến thành Tương Dương để mà giúp mỗi một tay, để mà cùng nhau đối kháng với kẻ thù. Những chuyện ngày xưa đã tiêu tan như mây khói rồi, tại sao còn áy náy trong lòng? Phụ muội à, không nghe huynh nói hay sao? Giờ lượt đại ca, anh không hiểu nỗi cảm giác trong lòng em đâu. Vợ chồng của họ trải qua bao gian nan, mong mỏi chờ đợi 16 năm mới gặp được. 16 năm đó trong lòng của em cũng không có yên vui được một ngày. Hôm nay gặp lại được Dương đại ca, tóc của anh đã bạc phơ. Tất cả đều tại em. Em hận bản thân của mình. Ngày xưa đã chém gãy anh một tay, em mãi mãi không thể tha thứ cho mình nữa. Dương đại ca, anh đâu có trách muội đâu. Có lẽ trong lòng của anh không có hận thù. Anh đã thành Điêu đại hiệp, giang dân kính ngưỡng, là tại vì anh nhân nghĩa tái thiền, không có nhớ thù cũ nên mới thấy rõ sự đi tiện của em. Đủ rồi, cuộc chiến bây giờ sẵn sàng bùng nổ, Tương Dương sắp rơi vào tay của Mông Cổ rồi. Giờ này bỏ qua hết các thứ, cùng nhau chống địch mới đúng. Muội hãy nghe quỳnh nói đi. Nè muội à, nhất định sau này phải có cơ hội để mà xin lỗi với Dương đại ca. Em điêu ngoan nhan tặng, đã không có thông minh tài trí của mẹ, võ công thua súc, cũng không có sự lanh lợi dễ thương của Sông Nhi, ai thấy cũng thích. Nếu như em không phải là con gái của Quách Tĩnh thì chắc là đâu có ai quan tâm tới em. Gia luật đại ca, chỉ có một mình anh là tốt với em nhất. Phụ muội, muội có thể nói những lời như vậy đủ chứng minh muội đây đã hiểu chuyện rồi. Muội đã lớn rồi đó. Nè, muội mãi mãi là vợ hiền của huynh, còn huynh thì sẽ mãi mãi tốt với muội. Nè, mình về nhà nha. Gia luật đại ca, anh về trước đi. Họ còn ở trong quán trọ bàn cách để kháng quân Mông Cổ. Em muốn một mình bình tĩnh ở lại đây. Được rồi. Ngoài gì? Đã canh ba rồi, đi nghỉ sớm đi.
quá ngủ không được. Quá Nhi đang lo sự an nguy của Tương Nhi. Bao nhiêu ngày tháng trôi qua, chúng ta đã trải qua 16 năm ly tán. Hôm nay gặp lại Quách Ba Mẫu và các tiền bối, họ không có ngày nào yên cả. Tương Dương là bị bao vây mười mấy năm, bá tánh lưu ly thất sở, anh hùng hào kiệt vì quốc tận trung. Ngày hôm nay đã tới những ngày quyết chiến, kêu quá làm sao mà yên được. Quá lo là không giữ được Tương Dương thành. Quá Nhi, bao nhiêu ngày nguy nan đau buồn chúng ta đã vượt qua hết. Trời cao đã chiếu cố chúng ta, hôm nay có thể ở chung với Quá Nhi, cho dù chỉ sống thêm vài ngày nữa thì em cũng thỏa mãn rồi. Long Nhi, trong lòng Quá Nhi đang nghĩ, lời hứa hôm trước tỏ với đáy đoạn trường nhai cuối cùng trở thành bột biển. Tại sao vậy? Chúng ta hứa, chúng ta sẽ đi thật là xa, tìm một chỗ an cư, ẩn cư sơn lâm. Từ nay về sau không dấn thân giang hồ nữa. Nhưng bây giờ trong lòng của quá sợ, tại vì đã có hạnh phúc cho nên mới sợ mất đi. Khí khái anh hùng của thần Điêu Đại Hiệp đi đâu mất hết rồi? Nếu như quốc phái nhà tan thì làm gì có chỗ để mà ăn cư đây? Có thể không nghĩ tới chuyện đời, đi ẩn cư thâm sơn sao? Long Nhi, nếu như quá không may tử chiến xa trường vậy, Quá Nhi, quá đã hứa với Quách Đại Hiệp và Hoàng Đảo Chủ sẽ cùng tồn vong với thành Tương Dương. Trong lòng của em cũng đã quyết định, nếu như không thể sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng mà nguyện sẽ cùng chết cùng ngày cùng tháng cùng năm với quá. Long Nhi, phải tồn vong với thành Tương Dương, chết cũng không ngại. Phụ muội, đó là điều mà huynh nên làm. Khỏi gặp phải cám ơn. Trên dưới Quách gia đều mang đại ân của anh, còn em lại bất nghĩa đối với anh. 16 năm trước em đã gây ra lầm lỗi, tối nay Quách phụ này trả lại một cánh tay cho Dương đại ca.
Khôn nguôi, đừng có làm vậy. Tính tình của Quách phụ anh nhất định phải hiểu rõ. Em không bao giờ nhận lỗi và xin lỗi. Tối nay mong là Dương đại ca hãy cho em tội nguyện đi. Khôn nguôi, chúng ta năm xưa đều trẻ vô tri, đó là một sự hiểu lầm. Em đừng nên để trong lòng mà. Thật ra anh đã quên chuyện này từ lâu. Dương đại ca, anh thì có thể quên được sao? 16 năm qua em không thể nào quên được cái chuyện đó. Trong lúc chiêm bao vẫn còn nhớ lời của anh nói, thù gãy cánh tay này nhất định sẽ trả. Ngài sư dặn nói như vậy mà thôi, bây giờ đã qua rồi. Nè, em đừng làm vậy. Không, nhưng đại ca, anh hùng cái thế, đại nhân đại nghĩa. Tuy rằng anh không trách em, không hận em, nhưng mà em không thể suốt đời mang nợ máu của anh, dù tới chết em cũng không yên đâu. Vậy thì em muốn gì? Dương đại ca, anh có còn những thanh tố nữ kiếm này hay không? Tối nay anh hãy dùng tố nữ kiếm này chặt đứt cái tay của em đi. Phụ muội, em không có nợ gì với huynh cả, cũng không cần áy náy trong lòng, chỉ là hoàn toàn ý trời mà thôi. Nếu như huynh lúc đó không phải gãy đi một cánh tay thì đâu có gặp được Điêu huynh và không luyện được thành công của Độc Cô Cầu Bại. Em đừng có làm vậy. Em biết rồi, anh Đường Đường là một đại hiệp, không nhẫn tâm giết em. Nhưng mà món nợ máu này em nhất định phải dứt khoát trong đêm nay, để tự em giải quyết cho rồi. Quách cô nương, cô đừng bao giờ làm như vậy. Long cô nương, đây là ân oán với tôi và Dương đại ca, cô đừng có khuyên tôi nữa. Tôi và Quá Nhi đúng ra là thân phận sư đồ, bây giờ đã trở thành vợ chồng, chuyện của Quá Nhi làm sao có thể chấp tay đứng nhìn. Hơn nữa Gia Luật huynh đã tới rồi. Phụ mũi. Gia Luật đại ca. Phụ mũi, anh tới đây làm gì? Không lẽ em muốn chịu tội cũng không được nữa hay sao? Các người đều là người tốt, còn tôi là người xấu. Suốt đời này tôi đã làm sao biết bao nhiêu chuyện. Tôi không xứng đáng làm con gái của Hoàng Dung và Quách Tĩnh. Phụ mũi à, phụ mũi. Gia Luật huynh, đừng theo nữa. Quách cô nương, Quách cô nương, cái gút mắt đã để ở trong lòng mười mấy năm rồi, tối nay có thể nói ra được thì đó là một giải thoát rồi. Ai ai cũng tưởng là em sống vui vẻ lắm. Hồi còn nhỏ muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Thực ra em mới là một người thất bại nhất. Vì cô là con gái của Quách đại hiệp. Thật ra bản tính của cô không tệ, cô đừng có quên, mỗi một người đều có một quá trình để trưởng thành. Có lẽ em thật sự đã trưởng thành. Có đôi lúc những việc nghĩ ở trong lòng, Nhưng mà ngoài miệng không thể nói ra được. Ngày xưa em chỉ vì nhất thời hiểu lầm hại tới Dương đại ca mất đi một cánh tay. Bây giờ em muốn xin lỗi với các người để sám hối, Nhưng mà lại không thấy nào mở miệng. Lúc đó cha muốn chém lại cánh tay của em, nhưng mà đã được mẹ của em ngăn cản. Bây giờ nghĩ lại, em rất là hy vọng lúc đó cha của em thật sự chặt cánh tay của em. Biết đâu
em sẽ đỡ được phần nợ. Không bao giờ. Ngày xưa ai cũng là hiểu lầm hết. Nếu như không trải qua bao nhiêu gian nan thì làm sao biết được ai phải ai trái chứ. Long đại tổ, chị đã mất tích 16 năm. Trong khoảng thời gian đó em sống không có thoải mái chút nào. Tại vì những chuyện đó đều là do em gây ra. Quýt cô nương, cô đừng bao giờ nói như vậy. Không, ngày xưa ở trong cổ mộ, mọi người bị Lý Mạc Sầu hãm hại, em lại dùng băng phá ngân trăm làm chị bị thương. Lúc đó chị đã bị trọng thương rồi, làm cho chị hiểu lầm chẳng những không còn sống bao lâu nữa. Nếu không thì làm sao xa Dương đại ca. Em hại các người chưa kết hết 16 năm. Cho nên đời này của em thật sự đã làm sai rất là nhiều điều. Đó là trời cao muốn chia cách chúng tôi. Ít ra mười mấy năm qua, cô và Quách đại hiệp, Quách phu nhân cùng với anh hùng Hào Kiệt, tử thủ Tương Dương, tận trung vì nước, đó là một chuyện rất tốt. Mùa đông năm đó, em đưa em gái tới quán trọ ở An Đông. Lần đầu tiên nghe người ta bàn về sự tích của Thần Điêu đại hiệp thì em biết rõ người đó nhất định là Dương đại ca. Nhưng mà em lại không chịu tin. Em còn nghi ngờ anh sẽ tìm em để mà trả thù. Em còn hiểu lầm là anh sẽ có ý định không tốt đối với em gái của em. Em không nên làm như vậy. Thôi đi, chuyện đã qua rồi. Mọi người đều lớn. Cô đừng có quên, bây giờ cô đã làm vợ người ta rồi. Bây giờ tất cả nam tử hán đại trượng phu ở trong thành đều tử thủ thành Tương Dương, thề chết tử chiến. Cô đừng bao giờ để cho cha mẹ và chồng phải lo, biết chưa? Em biết. Tối nay em đã có can đảm để nói chuyện này với mọi người, không phải là nhất thời nóng nảy đâu. Hồi nãy em muốn trả lại cánh tay cho Dương đại ca, nhưng mà anh lại không chấp nhận. Còn chị cũng không muốn nhìn thấy em tự tàn tạ để chuộc tội. Có lẽ ngày hôm nay em có can đảm nói những lời này ra thì sau này sẽ không có can đảm để mở miệng nữa. Có nhiều chuyện để trong lòng thì được rồi, không cần nói ra ngoài. Chúng ta xuống dưới nha. Đi. Dương đại tổ, em còn có một tâm nguyện chưa dứt khoát. Ờ. Song Nhi từ nhỏ đã gặp nhiều gian nan, hôm nay mới lớn không nên người, lại rơi vào trong tay của Kim Luân Pháp Dương. Hy vọng có thể dùng em để mà đổi lấy sự bình an cho nó. Không, cô đừng bao giờ nghĩ như vậy. Có lẽ chị cảm thấy em khờ khạo, nhưng mà em không thể nhìn thấy nó bị khổ, tại vì em thấy em có lỗi với nó. Phụ Nhi. Mẹ. Phụ Nhi. Mẹ. Đêm nay mẹ nghe con nói như vậy, lòng của mẹ thì là sung sướng lắm. Con là con gái ngoan của nhà họ Quách, nhưng mà con đừng bao giờ đi mạo hiểm, làm cho mọi người phải bận tâm vì con, có hiểu chưa? Mẹ. Khờ quá à. Thôi được rồi, được rồi, đừng có khóc nữa. Ngoan, đừng khóc nữa con. Yên tâm đi, con không sao đâu. Cha. Bác phụ. Phụ Nhi sao? Phụ mẫu xin lỗi đại ca còn đòi trả cánh tay cho anh ấy nữa, để mà cởi mở khúc mắt ở trong lòng của 16 năm qua. Nhưng mà tại sao làm chuyện cùng điên vào lúc này chứ? Quá gì? Phụ Nhi thật sự không biết chuyện. Quách bác phụ, bác quá khen. Cô đã tự trách mười mấy năm qua, khổ nhiều lắm rồi. Nhiều quá tôi đâu dám để cho cô ta chuộc tội. Quách bá phụ, đừng có đau buồn nữa. Long Nhi và Quách bá mẫu đang khuyên cổ, chắc là không có sao. Không, bá phụ không biết vậy còn, không xứng đáng làm cha. Hãy nhận một lạy. Nè, bá phụ. Cha, họ xuống rồi kìa. Anh tỉnh. Anh tỉnh. Phụ Nhi đã thổ lộ hết tâm tình với Quái Nhi và Long cô nương rồi. Thật sự là điều đáng mừng. Quái Nhi và Long cô nương không có truy cứu chuyện cũ, khúc mắc ở trong lòng Phụ Nhi chúng ta cuối cùng đã được giải thoát. Vậy thì hay quá. Quách bá phụ, Quách bá mẫu, Quái Nhi năm xưa được hai người nuôi lớn dạy dỗ mới có thể lớn khôn nên người. Hơn nữa hai nhà Dương Quách lại là anh em kết nghĩa, quốc nạn đương đầu, cuộc chiến ngày mai tuyệt đối không thể bắt đi cái mạng sống của Tương Nhi và thành Tương Dương. Quái Nhi,
Quốc sư, có phải ông càng giặc lẩm cẩm hay không? Mạng sống của một người con gái nhỏ nhoi không có ăn thua gì cả. Nếu như có thể dùng nó để đổi lấy Thần Tương Dương, thì đại mông cổ ta trong nay mai có thể lấy được Giang Sang Đại Tống. Bẩm đại dương, bổn tọa thấy chuyện này không có thỏa đáng đâu. Tôi là nhất đại võ tôn sư, còn ông là quốc quân trong tương lai. Chúng ta lại dùng một người con gái để chiếm lấy Thành Tương Dương, e rằng sợ thiên hạ cười chê. Ngươi thật sự không biết suy nghĩ. Người ta nói đúng lắm, thắng thì làm vua, thua thì làm giặc. Người nào là người thắng cuối cùng mới thật sự là anh hùng. Ngươi là một tôn sư võ học, những lý lẽ đó ngươi phải hiểu chứ. Bổn tọa tuyệt đối không làm hại sự nghiệp của đại dương đâu. Nhưng mà đời này của bổn tọa chỉ nhận của ba đệ tử, đáng tiếc không có thành tài. Tôi hy vọng võ công của tôi không người kế thừa. Tôi phát hiện tiểu qua đầu Quách Tường rất có thiên phận, vì vậy muốn nhận nó làm đệ tử, truyền hết tất cả võ công cho nó. Muốn nhận Quách Tường làm đệ tử là do ngươi muốn mà thôi. Quách Tường xuất thân từ võ lâm thế gia, cha mẹ đều là đương thế cao nhân, làm sao có thể nhận ngươi là sư phụ được. Một thời gian sau tôi có thể điểm hóa nó nhận làm đệ tử. Ngươi đừng quên rằng dầu sao cổ cũng là người Hán, truyền hết võ công của mình cho cổ, không phải là nuôi ông tay áo hay sao? Đại dương, thật ra tôi đã có mưu kế. Tôi muốn hạ chiến thư mời Quách Tĩnh xuất thành tỷ võ. Trong khi hạ được hắn, tôi nghĩ là Quách Tĩnh nhất định dâng Thành Tương Dương lên. Đại dương, hãy yên tâm đi. Dưới bản lãnh của bổn tọa bây giờ, Quách Tĩnh không phải là đối thủ. Nếu như Quách Tĩnh thua, nhưng hắn lại không chịu. Quách Tĩnh là những người nói giữ lời. Nếu hắn không đồng ý xuất chiến, chắc chắn không bao giờ nói ngược đâu. Hơn nữa con gái của ông ta trong tay chúng ta. Tương Nhi. Cha! Cha! Bá phụ, tại sao họ lại trói Quách Tường trên đài cao? Thơ thiêu chí của Kim Luân Pháp Dương thắng gì đây? Thắng thiêu chí như rằng nếu người ta không ứng chiến, bọn chúng sẽ đốt chết Tương Nhi. Cha, hãy mặc kệ con đi, giữ Thành Tương Dương quan trọng hơn. Tương Nhi, gã hòa thượng tội Kim Luân Pháp Dương, con rùa già tánh nào tật đấy. Quách sư đệ, chút nữa đừng ra xuất chiến, để lão quan đồng của ta ra đánh cho hắn một trận mới được. Lão quan đồng, Kim Luân Pháp Dương bây giờ đã chỉ đích danh khiêu chiến với anh Tĩnh, ông ra ngoài làm cái gì? Hơn nữa Song Nhi bây giờ còn ở trong tay của Kim Luân Pháp Dương, biết đâu là họ sẽ làm mất mạng của Song Nhi. Biết tính ra bây giờ đánh cũng không được, mà không đánh cũng không được. Quan lão ta, có đánh hay không? Đừng có nóng ruột, hãy ngồi xuống đi. Người bị trói là cháu ngoại của ông đó, hả? Đại quả lắm rồi, còn bình tĩnh vậy thì tôi phục ông. Cha, theo ý của cha phải ứng thế làm sao với cuộc thế trước mắt đây? Tĩnh Nhi, cuộc chiến hôm nay cho dù không phải vì cứu Tường Nhi cũng là cái điều khó tránh, có phải vậy không? Kim Luân Pháp Dương nếu như hạ chiến thư, vì con dân của Thành Tương Dương và cũng vì oai danh của võ lâm Trung Nguyên, Quách Tĩnh con tuyệt đối không bao giờ co đầu ở trong thành đâu. Anh Tĩnh, em Dương. Cha, quý vị, tại hạ quyết định xuất thành nghênh chiến, sống chết không thành vấn đề nữa. Tuy nhiên tôi hy vọng nếu như tôi và Tương Nhi gặp điều bất trắc, quý vị cần phải hỗ trợ cho Thành Tương Dương đề kháng sự xâm phạm của quân Mông Cổ. Đó là cái hy vọng duy nhất của tại hạ. Anh Tĩnh, anh. Em Dương, quốc gia hữu nạn, thất phu hữu trách. Anh đã xem sống chết ngoài tầm tay rồi. Cha, phụ nhi vô dụng, không giúp được gì cho cha hết. Nhà phụ,
Tiểu tế cùng với nhạc bộ ra ngoài thành, thề quyết chiến với quân Mông Cổ. Quả Nhi, Long Nhi, bá phụ có thể nhìn thấy vợ chồng con Đoàn Viên kể như đã hoàn tất được tâm nguyện. Quá bá phụ, đại ăn đại đức của bá phụ và bá mẫu đối với cháu, dù là dùng mạng sống không đủ đâu. Hãy yên tâm đi, cháu và Long Nhi nhất định sẽ thấy mạng đi giữ lấy thần tượng dược, tuyệt đối không rút lui. Được, đã định trước mắt mọi người một lòng chống địch như vậy, lão phu đã nghĩ tới một liên hoàn kế. Mọi người tới đây nghe kỹ đi. Chào bá thầu và còn anh em hồi võ thống lĩnh 2000 quân bị tấn công tại một vụ quân Mông ra. Chu huynh đệ còn nhớ trận Dầu Quả mà ta đã căn dặn bày ra năm hôm về trước hay không hả? Không lẽ muốn tấn công trại Mộc? Đúng vậy, ta muốn đấu hết trại Mộc của quân Mông một lúc, thì Châu Bá Thông tấn công trại Mộc, nhà người đốt lửa bên ngoài, sau đó hai lũ binh mã hội sư ở ngoại thành. Dạng bố tuân lệnh. Hoài Dương sư, đi đâu bây giờ hả? Được. Tỉnh Nhi, con ở ngoại thành quyết đấu với Pháp Dương. Cha đã tính rồi, cô có phần thắng rất là cao, nhưng mà Tương Nhi ở trên cao lại, nghe rằng cô này sẽ chia trí. Cha quyết định giết Kim Luân trước, đụng cứu Tương Nhi xong. Được. Quá Nhi, vì cứu mạng sống Tương Nhi, nhờ hai người giúp đỡ. Hoàng lão tổ bối hãy yên tâm đi, vợ chồng Dương Quá không làm nhục sứ mạng. Lão phu có một việc muốn cần dặn, hãy đi chung với ta. Đại Dương, tình hình thế nào? Trong thành còn chưa có động tĩnh. Được, nếu như Quách Tĩnh không ra thì nổi lửa chuẩn bị đốt Quách Tương đi. Hòa thương tôi, nhà ngươi đã hoài công rồi. Cha ta là một đại hiệp sĩ, không vì các bạn nhỏ của ta để chân thành Tương Dương đâu. Cha! Sông Nhi! Quá Tĩnh, người dám nghênh chiến không? Kim Luân, Quá Tĩnh hôm nay cho người tội nguyện tỷ thí với người một trận. Lộc của đường, nếu Quá Tĩnh tôi có việc gì, cô và Quá Nhi phải sẵn sàng ứng biến. Quá đại hiệp, hãy an tâm, hoàng lão tiền bối đã bày mưu kế cho Quá Nhi rồi. Sông Nhi hãy yên tâm, chạy tới cứu con nè. Cẩn thận nha, hòa thượng tôi ở trong cổ mộ đã học được cửu âm chân kinh và ngọc nữ tâm kinh, cha phải cẩn thận đó. Kim Luân, ngày hôm nay Quách Tĩnh ta sẽ cho người tỏi nguyện. Được, xuất chiêu. Kim Luân, mấy mươi năm không gặp, thần công của người lại tiến bộ tới cái mức độ như vậy đó, làm người ta quá ngạc nhiên. Bổn tọa chẳng qua thử tài một chút thôi. Tất cả chiến sĩ chuẩn bị tên lửa cho bổn vương. Dạ đại vương. Quách đại hiệp, thằng Long Thần bắt chữ ta không xem ra cái gì hết, ngươi bây giờ hãy đầu hàng đi. Nếu mà như vậy có thể giữ được mạng sống của con ông, thành Tương Dương cũng có thể tránh được một tai nạn. Không, Quách Tĩnh ta không phải là người tham sống sợ chết đâu. Sĩ cả sát bất khả nhục, nếu có bản lệnh thì đánh bại ta đi, thà rằng ta chết. Quách đại hiệp, bổn tọa không phải có ý bắt con gái ông để trên cao đài, nhưng mà quân lệnh của đại dương như núi, hôm nay địch ngã phân mình, chúa ai nấy thờ. Mời can tâm bước lên cửu tuyền để bổn tọa điển chân người chung. Thank you.
Hoàng đạo chủ, Hoàng đạo chủ, Võ Tam Thông tới báo tin mừng đây. Xin hỏi tin mừng từ đâu tới vậy? Cao đại trước thành bị phá hủy rồi, Dương Quá cũng đã cứu được Quách Tường, cả Kim Lân Pháp Dương bị cháy trong biển lửa rồi. Những lính mầm của dây thành kia tình hình như thế nào? Dạ, đại quân của Hốt Tất Liệt đã loạn xạ lâu rồi, đã chạy về phía bắc đó. Cha, dạ, cha, hay lắm. Cha, cha, sư ông. Cả cái gì đó à? Dạ. Bẩm sư ông, Chu Đại Thúc đã đốt trại của quân Mông Cổ, quân Mông Cổ rút lui, bị Châu Lão Tiền Bối giết không còn một manh giáp. Vậy quân Mông ở trại Mộc có phải trốn về phương bắc hay không? Sư ông đoán đúng đó. Chúng ta đốt lửa ba đường, chỉ có chừa đường phía bắc. Quân Mông Cổ dĩ nhiên rút về phía bắc. Sau đó quân ta hội sư trở về thành Tương Dương, nhìn thấy đại quân của Hốt Tất Liệt, tất cả đều rút lui về hướng bắc. Chiêu này của Hoàng Dương Sư không thua gì Tôn Tử của binh pháp. Hey, chúng ta chỉ thành công mới một nửa mà thôi. Bây giờ thành Tương Dương đã được giải về, và phần còn lại tùy vào số của Hốt Tất Liệt. Gia Lục đại ca và Dương đại ca đã đưa quân truy xét, xem ra Hốt Tất Liệt đã bị cùng đường rồi. Sư ông, mưu kế của sư ông nói ra làm gì được Hốt Tất Liệt đây? Khó nói lắm. Bây giờ đại quân Mông Cổ vẫn còn rất mạnh. Nếu như Hốt Tất Liệt bị chúng ta giết, ta nghĩ Giang Sơn Đại Tống cũng khó hưởng thái bình. Chạy, 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 lên tống tới rồi, quân tống tới rồi, chạy, chạy, rút quân, rút quân, quân tống tới rồi, chạy mau đi, 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 chạy khi đã quyết định chết cũng không ngại, muốn giết ta thì cứ việc giết đi. Đại dương, tại hạ hiểu rõ, đại dương đã nhận chỉ lệnh của đại hạng tấn công Nam Ấn. Mười mấy năm qua quân Mông vùng trống tử thương vô số, hôm nay quân Mông đại bại, cả ngày Pháp Dương cũng đã chết ở dưới cao đài thù, và người chúc lấy thất bại lần này. Thắng thì làm vua, thua thì làm giặc. Bổn dương hôm nay chiến bại có lỗi với đại hạng, người muốn giết ta thì cứ việc giết đi. Đại dương, tại hạ hôm nay không muốn giết chết đâu. Hãy về bẩm báo với đại hạng, đừng có nên xúc phạm cái thi quan của đại tống. Hy vọng ông ta nhớ kỹ thất bại lần này. Ông đi đi. Dương Quá, bổn dương hôm nay lại mang ơn của ngươi thêm một lần nữa. Thành Tương Dương tử thủ 20 năm, Dương Quá tha Hốt Tất Liệt, làm cho ông ta cảm mừng xấu hổ. Quân đội hai bên cũng đã thương vong trầm trọng. Hốt Tất Liệt sau khi trở về Mông Cổ đã tranh ngôi dưới thất hoàng tử, cuối cùng Hốt Tất Liệt thắng thế. Tuy nhiên nguyên khí đại thua không dám nằm tầm, Nam Tống có thể giữ được 3 năm thái bình. Không có chiến sự, không có tướng tài, không thấy hồ mã đồ âm sơ. Quá Nhi, Quá Nhi, đại quân Mông Cổ đã rút về phương bắc, gia đình đại không có thể sống thoải mái. Thiên vũ sinh tử lưỡng mông mông, vô sự quá thiên liêng. Bây giờ đại dịch đã trừng, con Quá Nhi bắt đã mạc nhì. Lòng gì, từ nay hai chúng ta có thành điều ở chùa, là bất thiền nhạc.
Hôm nay chúng ta có thể hạ được quân Mông nhờ công lao của nhạc phụ. Tiểu tế mời nhạc phụ một ly. Hey, không có, không có. Hôm nay giữ được Tường Dương cũng nhờ tất cả mọi người có mặt. Hoàng lão đây chỉ dùng lời nói, chứ không ra tay làm gì có cầu. Hoàng lão ta nói như vậy là biết điều đó. Tuy rằng thần cơ diệu tính của ông làm cho chúng tôi thắng trận, nhưng mà ông đã làm sai một điều đó biết chưa? Cho tiền bối, Hoàng lão tiền bối đã làm sai điều gì? Ông ta đã có cẩm nang diệu kế, biết Hốt Tất Liệt thua rồi phải chạy về phương Bắc. Vì vậy kêu nhà ngươi đi truy sát hắn. Nhưng mà thả hổ về rừng để lại hậu hoạn. Hoàng lão tiền bối không có kêu tôi tha Hốt Tất Liệt. Hả? Người cố tình tha cho Hốt Tất Liệt à? Hả? Hốt Tất Liệt thua bỏ chạy, quân Mông tan rã không có đường ngủ. Tôi tin chắc bọn chúng không còn khả năng tấn công. Hơn nữa quá nhi tâm hồn hậu đại, tôi bỏ qua đi. Ê, ta không có trách Dương huynh đệ đâu. Hả? Hắn đánh bại cái tên đầu trọc ở Cao Đài rồi, Quách Tường mới có thể sống nổi. Trận chiến Tương Dương này công của hắn nhiều lắm đó. Tại hạ không dám nhận công. Lão ngoan đầu, ta sai quá nhi trận Hốt Tất Liệt, không sai nhà ngươi đi chuồng. Ngươi có biết nguyên nhân gì không? Sợ ta giết không nổi Hốt Tất Liệt. Sai rồi, ta chỉ sợ nhà ngươi giết chết Hốt Tất Liệt. Thật ra cha của tôi kêu quá nhi truy sát Hốt Tất Liệt, trong lòng của ông đã tính toán rồi. Quá nhi lòng dạ bao dung, nhất định là sẽ tha cho hắn con đường sống. Châu tiền bối, tại hạ và Hốt Tất Liệt đã nhiều lần gặp gỡ, ngày hôm nay không giết chết hắn, để cho hắn có lòng cám ơn. Vì nói đại hạn biết, đừng có đem quân tấn công làm tổng. Nếu như ngày hôm nay giết chết hắn, tình chất đại hạn sẽ xua quân tấn công nữa. E rằng hai nước lại sẽ một lần nữa giao tranh, dạng dần làm sao có thể sống được thái bình. Quả nhi quả nhiên tâm tồn hậu nghĩa, dị đức phục chúng. Được, lão ngoan đồng ta có lỗi, ta có lỗi thì nhận lỗi thôi. Nè, phạt ta ba ly đi. Lão ngoan đồng, người bị phạt uống rượu nữa hả? Nếu mà nói tới phạt rượu thì ta mới bị phạt đây. Ê, tạm gia ăn thua gì tới nhà người chứ. Trận chiến Tương Dương này, Võ Tam Thông chỉ có lo chuyện lặt vặt lương thảo trong thành, hoàn toàn không có cơ hội ra chiến trường để mà giết kẻ thù. Nghĩ lại ta thật là vô dụng. Võ Tam gia đừng có quá tự trách. Đại võ và tiểu võ ra trận giết giặc lập được kỳ công. Tam gia là trấn thủ nội thành để chúng tôi khỏi lo hậu hoạn. Ông cũng có đại công vậy chứ. Cảm ơn Quách Đại Hiệp đã nói như vậy. Quách Đại Hiệp à, lão phu đây đã lớn tuổi rồi, trong lòng nhớ tới sư phụ. Nhất là nguy hiểm của thành Tương Dương đã được hóa giải. Bây giờ tôi xin cáo từ quý vị. Cha, cha định đi đâu vậy? Tôi định về để mà thăm sư phụ. Tam Thông, muốn đi thăm Nhất Đăng phải không hả? Được rồi, cùng đi với ta đi. Châu Đại Hiệp, tại hạ cũng muốn theo sư huynh để bái kiến ân sư. Lão Hoàng Đồng, đừng có quên nha. Ê, đông người mới vui chứ. Đi, đừng có chần chờ nữa mà. Tam vị, đừng có vội vã ra đi, hay là ở lại thành Tiên Dương cho thêm một thời gian nữa đi, chúng ta có thời gian đoàn tụ. Dư lão đệ, ở trên đời này không có bữa tiệc nào không tàn. Ta biết rõ, cháu đây bây giờ có người ở đây, nhưng mà lòng mình ở bên vợ hiền. Tiền bối, Long Nhi đang đưa Tư Nhi vào trong phòng để mình xin y. Tôi nghĩ là sẽ ra ngay. Long cô nương. Ra rồi. Nè. Ngồi đi. Xin mời Tự Nhiên. Mời các vị. Quý vị, bữa tiệc mừng công đêm nay, vợ chồng Quách Đỉnh tôi ở đây xin mời quý vị một ly. Chúc mừng. Chúc mừng. Đại ca ca, đại tẩu, Song Nhi mời hai người một ly. Đại ca, đại tẩu, em và Vô Song cũng mời hai người một ly. Như đại ca, Quách Đại Hiệp, em và biểu tỷ quyết định về quê nhà Gia Hưng. Thật sự không ngờ, bữa tiệc ăn mừng đêm hôm nay lại trở thành tiệc ly biệt. Ngoại à, ngoại cũng đi nữa hả? Đúng vậy. Mỗi một người ai cũng nóng ruột về nhà mà. Ông ngoại, phá lụa. Phá lụa tại thành Tương Dương không làm gì nên chuyện, không có ra trận sát địch, không mấy đưa cháu lang thang giang hồ đi ông ngoại. Hả? Muốn bắt trước chị cháu à? Chỉ sợ cha mẹ cháu không cho mà thôi. Anh Tĩnh, phá lụa đã lớn rồi, nếu như nó đồng ý, hai vợ chồng tụi con cũng muốn như vậy lắm. Ông ngoại, cha mẹ đồng ý rồi đó. Được. Được rồi, mọi người đừng có vội vã bỏ ra đi. Đêm nay khó khăn lắm mới có mặt đầy đủ.
Vậy chúng ta phải uống cho thiệt là đỡ, đừng có nhắc tới cái việc ra đi. Tiện Nhi, Phù Nhi, hai con qua đây. Long cô nương và Quá Nhi 16 năm mới có thể tương phùng lại. Hai con phải giúp cho họ răng long tóc bạc, vĩnh kết đồng tâm. Dương đại ca, Dương đại tẩu, hai vợ chồng tôi xin mời hai người cạn một ly. Xin mời Quá đi ha.